hàng không Việt Nam thiếu hụt máy bay trầm trọng, giá vé khan hiếm và tăng cao. Việc nhà sản xuất thu hồi một số máy bay như là A321 NEO để kiểm tra kỹ thuật động cơ là BW 1100 khẩn đã khiến cho các hãng hàng không Việt Nam rối loạn do thiếu máy bay khai thác. Theo báo Thanh niên, Cục Hàng không Việt Nam đã loan báo việc thiếu hụt máy bay có nguy cơ khiến giá vé cao điểm mùa hè sẽ càng khan hiếm và đắt đỏ hơn theo đó cục hàng không việt nam khuyến cáo các tổ chức người dân sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không cần nghiên cứu lựa chọn các hình thức phương tiện phù hợp với kế hoạch di chuyển đến các điểm đến chủ động theo dõi thông tin về kế hoạch khai thác của các hãng hàng không để sắp xếp kế hoạch sớm đặt vé khi lựa chọn đi bằng đường hàng không Tại Việt Nam có 14, 44 máy bay Airbus A321neo gồm là 24 chiếc của Vietjet và 20 chiếc của Vietnam Airlines thuộc diện phải kiểm tra động cơ là BW1100G. Theo chỉ dẫn của nhà sản xuất động cơ máy bay là Pratt Whitney ở Mỹ, Cục Hàng không Việt Nam cũng khuyến cáo hành khách nên mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức của hãng để bảo đảm quyền lợi.